chiều hoàng hôn tím cả dòng sông đò neo bên dân mà nhớ anh thiết tha trong lòng người em sang sông quên lời hẹn ước để lại mình anh mênh mông sông nước con sao xô lòng sao bay theo pháo đỏ ru hồng. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với nhà phân phối Dậu Xuồng Cano Bobo Cung Xích Trung Tính. Em là Miss Kitchen. Thì sau một thời gian bắt bóng trên kênh YouTube thì ngày hôm nay em đã quay trở lại rồi. Và để chào đón những anh chị lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì em cũng xin gửi một lời cảm ơn đến quý anh chị đã lựa chọn video của em trong hàng triệu video ngoài kia. Và trong clip ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu cano với kích thước là 5m4 ở phiên bản cao nước dành cho những anh chị khách mình đi ở những nơi vùng biển có sóng nhiều thì hoàn toàn có thể là yên tâm luôn hết các anh chị. Thì trong clip hôm nay là ngoài giới thiệu sản phẩm ra, báo về thông số kỹ thuật, đặc biệt thì em còn báo luôn về phần giá để anh chị mình có thể là tham khảo với những cái chiếc cano cùng với cái mẫu kích thước này thì mình cũng có cái giá tham khảo trong thời điểm hiện tại này luôn hết các anh chị. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị cùng em xem hết clip của ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về chiếc cano ngay phía sau lưng em đây. Sau đây là em xin mời ạ. Trước khi bước vào phần thông số kỹ thuật của chiếc cano ngày hôm nay, đặc biệt đối với cái phiên bản em sắp giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đây sẽ là một mẫu với cái mũi của nó sẽ làm hạ mũi hết các anh chị. Thì anh chị mình có thể thấy là ở trước mũi là thay vì như là những cái mẫu truyền thống trước đây thì nó sẽ là đầy lên trên. Tuy nhiên là gần đây là khoảng tầm 2-3 tháng nay là bên Trung Tính Composite vừa mới có một cái mẫu mới này là đối với cái mũi của nó là sẽ được hạ xuống. Thì từ đó là giúp cho các anh chị mình có thể là đẹp hơn về cái phần mẫu mã, đồng thời là cũng tăng lên cái độ an toàn hơn cho các anh chị mình trong lúc mà anh chị muốn ngồi ở phía trước mình có thể là ngắm cảnh thì cái độ an toàn của nó sẽ cao hơn hết các anh chị. Thì để hiểu rõ hơn về cái mẫu này thì anh chị mình là đối với cái phần mũi ở phía trước nè, ở phía bên trên sẽ có cho các anh chị là một cái cản. Đối với chất liệu ở đây sẽ là bằng inox và với cái chất liệu như vậy thì độ sáng bóng cũng như là độ thẩm mỹ của chiếc cano của mình là sẽ là được tăng lên hơn hết các anh chị. Và đối với cái phần mà bước lên bước xuống này các anh chị thì bên Trung Tính Composite là làm rất là dày dặn và đồng thời là cũng là tạo nên những cái hoa văn để giúp các anh chị mình là đi là an toàn hơn, chống trơn trượt cho các anh chị. Tiếp đến thì sẽ có một cái thương hiệu là TTC và một cái lối đi ở giữa để anh chị có thể là đi ra phía đằng sau mình ngồi hết các anh chị. Em xin tiếp tục đến cái phần mà màu sắc thì đây em cũng xin báo với các anh chị luôn sẽ là một trong những cái màu mà là best seller bán chạy nhất của bên Trung Tính Composite, do là khi mà lên mực nước thì cái màu trắng và viền cam á các anh chị rất là nổi bật luôn, thì được cái sự ưa chuộng của quý anh chị bên em sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên là dành cho những anh chị mình mà yêu thích những cái màu khác, màu phù hợp với phong thủy của anh chị thì hoàn toàn có thể là đổi màu. Thì lúc này anh chị chỉ cần là báo với lại nhân viên tư vấn của em số điện thoại trên màn hình đó các anh chị, các bạn nhân viên sẽ là tư vấn cho các anh chị, đồng thời là cùng anh chị chọn ra những cái sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của bên mình. Tiếp đến thì em sẽ là bước xuống chiếc cano này và quay cụ thể những cái phần chi tiết anh chị mình là cùng em xem hết cái clip ngày hôm nay nha. Hiện tại là đang rất là vững vàng. Thì đối với một cái chiều rộng ngang của chiếc cano em đang đứng trên ngày hôm nay sẽ là rộng lên đến là 1m62 các anh chị. Chiều rộng này là phù hợp dành cho những anh chị mình đi tầm khoảng là 6 đến 8 người là cực kỳ là an toàn luôn hết các anh chị. Đó là về phần thông số an toàn thôi các anh chị. Tuy nhiên là các anh chị mình là có thể là đi hơn cái số em vừa mới báo lên trên cho các anh chị, ở trường hợp mà mình không có sóng nhiều các anh chị. Đó là về phần tải người. Còn khi mà anh chị mình muốn tải hàng thì anh chị hoàn toàn có thể là tải trên chiếc cano này từ 1,5 tấn lên đến là 1,7 tấn luôn ha các anh chị. Sức tải như vậy thì cái chiều cao của chiếc cano này ngày hôm nay sẽ là cao lên đến là 70cm, phù hợp dành cho những anh chị đi ở những nơi là sóng nhiều, nước vỗ vô nhiều thì cái chiều cao này hoàn toàn đáp ứng cái sự an toàn cho các anh chị mình luôn. Và tiếp đến chi tiết hơn dành cho chiếc cano ngày hôm nay thì ở trên be gió này đi xuống phía dưới sẽ là một cái phần dây cong ngang nè các anh chị. Thì đối với chiếc cano 5m4 cao nước này sẽ là chứa được cho các anh chị từ cái khoang mũi này xuống tới cái mũi phía sau sẽ là 12 dây cong các anh chị. Còn cái phần mũi ở phía trước thì sẽ là 2 dây cong.
Và tiếp đến thì các anh chị có thể thấy là những cái dây cong của bên trung tính composite làm trên chiếc cano cho các anh chị là luôn là cao lên tới bên trên be. Thì lúc này những cái dây cong này sẽ tạo nên một cái khung xương chắc chắn cho chiếc cano của mình. Anh chị có thể là kéo dài cái độ bền sử dụng của mình lên đến là 20 năm. Một cái sản phẩm mà sử dụng lên đến là trên 20 năm thì bên nhà sản xuất là mới là dám bảo hành cho các anh chị là 20 năm ha. Anh chị hoàn toàn có thể là sử dụng là lâu dài hơn so với cái chế độ bảo hành của nhà sản xuất luôn các anh chị. Ở mỗi giữa dây cong thì bên trung tính composite là lúc nào cũng có những cái lỗ nè, dẫn nước giống như vậy ở dưới nè, để anh chị mình có thể là tát nước thuận tiện hơn. Và đối với chiếc cano em đang đứng trên đây ngày hôm nay sẽ là một cái phiên bản là không lót sàn các anh chị. Thì đối với phiên bản không lót sàn thì những cái dây cong của nó sẽ là được dày khít hơn. Và cái kiểu của nó là tạo nên một cái độ bước đi của mình là ngắn nè các anh chị. Anh chị lúc này đi có thể là bước lên những cái dây cong là chống trơn trượt cho mình một phần nào đó. Tuy nhiên là để là chống trơn trượt tuyệt đối nhất có thể thì anh chị mình nên lót sàn. Thì đối với cái phiên bản lót sàn thì chút xíu nữa là em có để cái hình ảnh của chiếc cano lót sàn ở trên màn hình đó, các anh chị có thể tham khảo. Tại đây em cũng xin nói sơ ngang về cái phần công dụng của lót sàn cũng như là cái kiểu khi mà anh chị lót sàn là như thế nào. Đối với lót sàn là lúc này là cái sàn của mình ở phía dưới nó sẽ là phẳng rồi các anh chị. Thì để tạo nên một cái sự đồng nhất phẳng cho chiếc cano của bên mình thì bên trung tính composite là sẽ tối giản đi dây cong thứ hai. Lúc này sẽ là làm bè ra ốp vào phía bên trên be luôn để giúp cho cái chiếc cano của mình là tạo nên cái be phẳng hơn. Về cái phần chất lượng anh chị có thể là lo lắng khi mà thấy lót sàn cái phần be của nó dây cong thưa hơn. Tuy nhiên là anh chị đừng có lo lắng về vấn đề nữa ha. Chất lượng keo vẫn như nhau, số ký keo bên trung tính composite làm cho các anh chị là vẫn như vậy. Khi mà mình lót sàn là keo còn nhiều hơn nữa các anh chị, nên là anh chị đừng có nên là so sánh khi mà thấy dây cong không lót sàn thì nó nhiều, còn dây cong mà khi mà lót sàn thì nó thưa, là cái đó là trung tính composite là đã ốp vào bên trong để giúp cho cái hai bên hông của mình nó phẳng hơn, đồng nhất với lại là cái sàn ha các anh chị. Tiếp đến thì em xin đi ra phía sau và quay giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đến với cái phần anh chị có thể là đặt máy đối với những cái máy nào dành cho chiếc cano ngày hôm nay ha các anh chị. Sau đây là em xin mời ạ. Và trước khi bước vào phần báo giá cho quý anh chị mình có thể là có cái giá tham khảo trong thời điểm hiện tại, em giới thiệu đến quý anh chị đây, thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái nơi để mình có thể là đặt cái máy, một cái động cơ mình có thể là đẩy chiếc cano này đi hết các anh chị. Thì thông thường là đối với chiếc cano này sẽ có 3 chế độ đặt máy cho các anh chị. Đầu tiên thì cái chế độ đặt máy phức tạp nhất mà em sẽ nói đầu tiên với các anh chị là sẽ là đặt máy âm. Thì cái khúc này là các anh chị là sẽ là dành cho những anh chị mình đặt nền máy âm là khoảng tầm 3 dây cong hết các anh chị. Nó tầm khoảng 1m lên đến là 1m2 tùy vào cái độ máy lớn nhỏ các anh chị mình có thể là đặt. Thì là có thể là đặt máy xăng hoặc là máy dầu tùy ý các anh chị. Là bên trung tính composite là cũng có nhận là gia công cái phần lắp đặt máy âm lái vô lăng dành cho các anh chị mình luôn. Thì cái hình ảnh mẫu mà lái vô lăng thì em có để ở trên màn hình đó, các anh chị mình là cứ tham khảo cái mẫu này ha. Và tiếp đến một trong những cái phần máy là cực kỳ là đơn giản với cái giá thành cực kỳ là rẻ luôn các anh chị. Tuy nhiên là cái hạn chế của nó là về phần tốc độ. Thì đối với khi anh chị đặt dàn lát đuôi tôm thì anh chị sẽ là đặt vào trong đây. Lúc này ở đây sẽ có một cái ống ở phía dưới cho các anh chị nè. Đó, trung tính composite là có đặt một cái ống ở đây. Thì khi anh chị muốn chạy dàn lát đuôi tôm thì mình chỉ cần khỏ nhẹ, lúc đây là cái lớp men của nó sẽ là bể ra để tạo nên một cái vòng tròn, cái ống 34 các anh chị, để anh chị có thể là đặt cái dàn lát đuôi tôm của mình. Và cái phần cuối cùng, phần cái hõm ở phía sau này các anh chị, là lúc này mình có thể là đặt cái máy thủy. Thì đối với máy thủy này về tốc độ rất là ok luôn các anh chị, giúp cho chiếc cano của mình là đẩy cực kỳ nhanh luôn. Tuy nhiên một phần hạn chế dành cho chiếc máy thủy này là giá thành của nó cực kỳ là đắt. Thì đối với ba cái loại máy mà em vừa mới báo cho các anh chị ở phía bên trên thì bên trung tính composite là có cung cấp dành cho các anh chị mình luôn. Đối với anh chị muốn sử dụng cái mẫu máy nào thì bên trung tính composite cũng đều có và tư vấn để phục vụ từng cái nhu cầu cũng như là phù hợp với cái sở thích của anh chị mình. Ngoài ra thì đối với cái phần mà để chắc chắn hơn cho chiếc cano của mình trong lúc mà mình đẩy các anh chị, thì bên trung tính composite là còn gia cố thêm hai cái tam giác để ở phía sau lái nè, giúp cho chiếc cano của mình là chắc chắn hơn. Nếu như mà có cái lực từ ở trên ép xuống và cũng như là cái lực từ phía sau đẩy tới thì đối với cái phần phía sau lái này cực kỳ là chắc chắn cho các anh chị. Anh chị mình không có sợ cái vấn đề nào khi mà
lực đẩy nhiều hết các anh chị. Đó là những cái phần mà anh chị hoàn toàn có thể là yên tâm đối với chất lượng của bên Trung Tính Composite dành cho các anh chị quý khách hàng ha. Và sau đây thì em xin bước vào một trong những cái phần mà quý anh chị và các bạn nãy giờ là trông rất là nhiều ha các anh chị. Đó chính là về phần báo giá. Thì hôm nay là em xin báo giá dành cho những anh chị miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Đông, trên toàn cả nước hoàn toàn có thể là sở hữu chiếc cano mà em đang giới thiệu đến quý anh chị ha. Thì đối với những anh chị mình ở miền Bắc sở hữu chiếc cano em giới thiệu đến quý anh chị đây, chỉ với giá là 23.200. Anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 22.500. Anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 20.400. Và anh chị ở miền Đông mình sở hữu chỉ với giá là 21.500. Thì giá em vừa mới báo bên trên cho các anh chị mình là đã bao gồm phí vận chuyển đến cho các anh chị, đồng thời chính sách bảo hành lên đến là 20 năm. Và ngoài ra thì bên Trung Tính Composite là còn tặng kèm theo dầm và ngõng mái cục thung cho các anh chị. Thì đối với dầm là anh chị hoàn toàn có thể là lựa chọn là dầm gỗ hoặc là dầm nhựa. Nếu như mà anh chị mình muốn sở hữu thêm dầm thì bên Trung Tính Composite chia lại quý anh chị chỉ với giá là 50.000 một cây thôi. Và trong quá trình nãy giờ em giới thiệu đến quý anh chị mình chiếc cano ngày hôm nay, thì đối với những anh chị khách mình có nhã ý muốn sở hữu một chiếc cano giống như kích thước là chiều rộng ngang 1m62, chiều dài 5m4 và chiều cao là 70cm, với sức tải là từ 1,5 tấn lên đến là 1,7 tấn các anh chị, thì anh chị khi mà sở hữu mình chỉ cần liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình của em là 0923451926 hoặc là 0939333400. Số điện thoại em có để trên màn hình đó các anh chị. Thì đây là hai số của nhân viên tư vấn của bên em. Anh chị mình đặt hàng cũng như là cần tư vấn nhiều hơn, khi mà anh chị có những cái thắc mắc về cái sản phẩm này thì hoàn toàn có thể là liên hệ với lại nhân viên tư vấn của bên em hết các anh chị. Và đặc biệt là ngoài ra em cũng có cung cấp đến quý anh chị mình một cái số điện thoại nữa là 0911756789. Thì đối với số điện thoại này là anh chị mình muốn liên hệ trực tiếp với em để góp ý hoặc là những cái thắc mắc nào đó mà anh chị muốn trao đổi trực tiếp với bên chính chủ của em, thì các anh chị cứ liên hệ cái số điện thoại đó ở cuối clip ha các anh chị. Thì lúc này là em sẽ là giải đáp mọi thắc mắc của các anh chị là cụ thể hơn, nhằm là nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với khách hàng của bên Trung Tính Composite luôn các anh chị. Và em cũng xin lưu ý một điều là đối với những anh chị mình khi mà đặt tiền cọc cũng như là tiền hàng cho bên Trung Tính Composite thì bên Trung Tính chỉ giao dịch duy nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tuyết Trinh thì mới đúng ha. Anh chị mình nhớ lưu ý cái điều này giúp em trước khi là mình chuyển khoản, để mình tránh cái trường hợp là mình thất lạc cái số tiền cọc cũng như là sai số tài khoản của bên mình. Thì anh chị lưu ý cái điều này giúp em nha. Và sau đây một trong những điều là em cực kỳ là trân trọng và lúc nào em cũng mong muốn ở cuối clip là khi anh chị mình xem xong clip này nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này của em. Và sau khi đăng ký cái nút màu đỏ đó thì sẽ có một cái chuông, anh chị mình nhớ bấm bật chuông nha, để khi em đăng ra bất kỳ clip nào thì anh chị sẽ là một trong những người xem đầu tiên, đồng thời cũng là một trong những cái động lực cực kỳ lớn để em có thể là quay nhiều clip hơn, gửi đến các anh chị những cái mẫu mã mới nhất của bên Trung Tính Composite. Mình đăng ký và mình xem miễn phí mà các anh chị, nên là mong là các anh chị ủng hộ em nha. Và sau đây thì trước khi kết thúc clip là em xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị và các bạn đã ủng hộ Trung Tính Composite. Những cái đơn hàng vừa qua cũng như là những cái đơn hàng sắp tới nói riêng, và tất cả những anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt 14 năm qua nói chung. Em xin chúc quý anh chị và các bạn một sức khỏe thật là dồi dào. Sau đây là em xin chào ạ. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông, đò neo bên dâng mà nhớ anh thiết tha trong lòng. Em sang sông quên lời hẹn ước, để lại mình anh